xa là Bình Tiên. Rồi các bạn vừa tắm biển xong. Chưa? Trong xanh chưa? Hôm nay hơi thiếu nắng xíu. Chào bạn kia em ơi, chào bạn kia. Thì khó đi. Sao bạn lại tô son nhầm à? Tô son ở trên môi. Tô nhầm son xuống đầu gối à? Nè. Ôi, nhầm... chân bên trên nó rồi á. Tô nhầm son xuống đầu gối này. À, đây. Đây chính là bãi kinh. Nhưng mà không hề kinh. Đã hết kinh rồi. Bơi qua sông luôn. Bơi qua bè bích tèo luôn. Một bạn đã bị té đó.